Các bác có thể tháo rời cái đầu này. Đấy, tháo rời ra thành một con vít trượt anh em nhé, thành một con vít trượt. Khi mà các bác muốn khoan, các bác lắp vào thì nó sẽ là một con máy khoan. Đấy, cực kỳ thông minh và rất là tiện lợi. Và ưu trước mắt các bác đây là một cái mẫu sản phẩm rất là mới, phải nói là cực kỳ hot trong thời gian qua anh em nhé. Thì cái mẫu này tại sao nó lại hot? Thì nó có những cái ưu điểm vượt trội mà tất cả những dòng máy khoan thời điểm trước chưa có. Thì bây giờ trong cái clip ngắn này em sẽ cùng các bác phân tích những cái ưu điểm và những cái gọi là những cái vượt trội ở trên con máy khoan Kutan đầu kẹp 10 ly 2 trong 1 cực kỳ thông minh này anh em nỗi đau là của mình, từng đời mình không sao, từng ngày tự giận mình sẽ qua rất mau. Đầu tiên về thiết kế, các bác nhìn qua thì thấy máy rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Và thiết kế thì khá là đẹp. Phần đầu của nó thì nó cũng không quá dài so với cả những cái mẫu cũ. Nó chỉ dài hơn một chút, chỗ này khoảng hơn một phân anh em nhé. Đấy, nó chỉ dài hơn một phân. Nhưng mà cái ưu điểm ở trên con này thì rất là ok luôn anh em ạ. Các bác có thể tháo rời cái đầu này. Đấy, tháo rời ra thành một con vít trượt anh em nhé. Thành một con vít trượt. Khi mà các bác muốn khoan, các bác lắp vào thì nó sẽ là một con máy khoan. Đấy, cực kỳ thông minh và rất là tiện lợi. Và ưu điểm trên con này, thứ nhất là khi các bác lắp vào thì hệ thống bi này, anh em nhìn nhá. Đây, con này có rất nhiều bi nhé, không phải một bi đâu, 1 2 3 4 5 6 bi anh em nhé. 6 bi nó chia đều hết tất cả ra cho nên là nó rất là cân bằng anh em nhé. Khi mà anh em lắp vào này, gần như sẽ không thấy có độ dơ anh em ạ. Khi các bác tháo đầu khoan ra thì nó sẽ thành con vít trượt như thế này. Và cái chân của nó là chân 6.35 ly anh em nhé, chân thông dụng. Đây, ví dụ như các cái đầu bắn vít bắn tôn này. Đấy, các bác lắp vào. Đấy, bên trong nó sẽ có một cái nam châm siêu từ, rất là dính luôn anh em nhé. Đấy, anh em chỉ cần lắp vào là xong. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, cực kỳ là gọn lẹ. Đấy, anh em không dùng vít trượt nữa, anh em lắp thành một con máy khoan. Đấy, quá là nhanh luôn. Thao tác chỉ trong vòng có chưa đến 1 giây là anh em có thể chuyển đổi từ một con vít trượt sang con máy khoan, rất là tiện dụng. Đấy, ví dụ anh em làm ở các ngóc ngách mà nó khó, nó ngắn, đấy anh em sử dụng con này biến nó thành con vít trượt thì rất là ngắn luôn anh em nhé. Đấy, còn bình thường anh em muốn kẹp chắc chắn này thì anh em lắp đầu kẹp vào, và con này là đầu 10 ly auto lock có khóa trục luôn anh em nhé. Anh em lưu ý này, có khóa trục này cho nên là khi mà anh em máy chết này, ví dụ máy anh em không cần bóp cò, anh em vẫn tháo lắp mũi khoan cực kỳ là đơn giản luôn anh em nhé. Đấy, máy thì vẫn có hai cấp tốc độ điều chỉnh ở trên thân máy đây, và thông số kỹ thuật của máy thì cũng khá là ấn tượng anh em nhé. Con này sở hữu cái lực siết lên tới là 45 Newton. Đấy, đầu 10 ly và vòng tua của con này lên tới 1.800 vòng một phút. Đấy, toàn bộ là con Kutan này là hàng chữ lỗi anh em nhé. Đây, khuôn đúc chữ lỗi chứ không phải tem dán anh em nhé. Đấy, hàng chính hãng được bảo hành 6 tháng. Về cái phần mặt đằng sau này, đây có 4 con ốc vít ở đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Máy sử dụng pin 4 cell 16,8V. Cái mẫu này là pin thông dụng anh em nhé. Nó là 4 cell thông dụng cho nên là anh em sử dụng được những cái dòng máy khác, ví dụ như là Hukan hoặc là Pileng. Đấy, là anh em sử dụng được nhé. Đấy, rất là đơn giản và hiệu quả. Tan này thì một sản với phẩm lực siết lên tới là 45 Newton thì nó sẽ phù hợp cho những bác làm những công việc nhẹ nhàng, trần vách thạch cao, tủ nhựa nhôm kính thì con này rất là ok luôn. Và máy thì có tổng cộng là 21 cấp độ trượt anh em nhé. Và nó là dòng khoan hai chế độ. Chế độ có vít trượt và chế độ khoan anh em nhé. Anh em có thể là khoan gỗ, khoan sắt cũng như là bán vít, bán tôn là vô tư thoải mái anh em nhé. Ok. Hiện tại em đã tháo sẵn cái khối pin của con Kutan ra rồi anh em nhé. Đây anh em nhìn này, pin của nó là pin màu xám, cell màu xám nhé. Pin của nó là 18650.
Đấy, dung lượng là 1.500, 3,7V. Đấy, anh em nhìn này. Con này có mạch 2 MOSFET anh em nhé. Đấy, và sử dụng chân sạc adapter. Đấy, cell pin màu xám của Kutan anh em nhé. Đấy, còn đây là cái ruột gan của nó đây. Anh em nhìn này, đây là cái cò điều tốc. Cò này là cò thông dụng nhé. Anh em có thể lấy cái cò này có thể lắp sang những cái con máy khoan 13 ly hoặc bu lông, những dòng máy của Chila thì ok hết. Đây khối động cơ của nó đây. Đây là cái mạch của nó này. Xem nào, con tụ bao nhiêu đây? Con tụ này là 35V và 470 microfarad anh em nhé. Đấy, tụ rất là chất đấy. Đấy, mặc dù con này mạch nhỏ như thế này nhưng mà cái tụ của nó khá là ok đấy. Đây Đấy. là cái rô to của nó anh em này. Bây giờ em sẽ đo trực tiếp xem cái đường kính của nó là bao nhiêu nhé. Đường kính rô của nó là 25,6 mm. Xem nào, cái chiều dài của rô. Chiều dài của rô nó rơi vào 11,8, 11,90 mấy. Gọi là 12, có nghĩa là 1 phần 2 anh em nhé. Đấy, mặc con máy nhỏ mà có cái rô khá là ok luôn anh em. Rô rất là to. Đây là cái cuộn dây động cơ 3 pha đây. Xem cái đường kính của nó là bao nhiêu. Đường kính của nó lên tới 47,67 mm. Đấy, còn cái độ dày. Đấy, còn cái chiều dài thì nó sẽ như nhau. Nó sẽ là 1 phần 2 anh em nhé, 1 phần 2. Đấy, đây là cái mạch của nó này. Mạch công suất IC đấy. Hay gọi là cái mạch điều tốc này. Mạch này nó sẽ có 6 con công suất ở đây, 6 con MOSFET ở đây. Cò này thì là cò thông dụng rồi anh em nhé. Đấy, mạch rất là ấn tượng anh em nhé. Này, phần cơ của nó đây. Đấy, quá là ngon. Phải nói là một cái thiết kế đỉnh cao anh em ạ. Rất là chất lượng. Bây giờ em sẽ sử dụng cái mũi khoan gỗ 10 ly anh em nhé. Anh em nhìn này. Đấy, đầu này đầu 10 ly này. Đấy, nó to đúng bằng cái đầu kẹp luôn. Đấy, 10 ly anh em nhé. Em dùng tốc chậm. Em sẽ test thử xem nó có xuống được hết không anh em nhé. Ok, với tốc chậm thì khá là đơn giản. Rồi bây giờ em sẽ test thử cái tốc cao xem nó có xuống được không anh em nhé. Với tốc cao thì cũng khá là khó anh em ạ. Tốc cao thì anh em phải khoan nhấp nhả thì nó mới ra được. Chứ còn là chơi một phát trực tiếp là không xuống được đâu anh em nhé. Như vậy thì cũng là khá là ổn với con khoan đầu kẹp 10 ly rồi anh em ạ. Ok, vừa rồi em đã cùng các bác trực tiếp đi test con vít thông minh Kutan rồi. Đấy thì các bác có thể thấy máy bắn vít rất là sướng, rất là nhanh, rất là khỏe luôn anh em nhé. Thì sản phẩm hiện tại bên em đang phân phối với một mức giá siêu ưu đãi dành cho các bác thôi. Giá hiện tại chỉ có 650 ngàn thôi anh em nhé. Anh em mua hàng sẽ được kiểm tra hàng đầy đủ trước khi thanh toán. Và anh em lưu ý là được miễn phí vận chuyển anh em nhé.
và được bảo hành 6 tháng. Anh em nào muốn mua con Kutan AK188 này thì anh em cứ nhanh tay liên hệ cho em theo hai số điện thoại em ghim phía bên dưới màn hình nhé. Và một lần nữa em xin chào và cảm ơn thầy các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Cu Bờm TV anh em nhé. Vâng, em xin chào và cảm ơn thầy các bác.